Hai em đang làm gì Hello đó? gì? Con đang chơi trò chơi. Hello gì? Hello các bạn. Ok, bây giờ là chương trình khui. Chương trình khui quà Sẽ bắt đầu. sẽ bắt đầu. Giờ sao đây? Rồi, bây giờ con muốn khui cái quà nào trước nè? Cái này của cô Hải. Cái đó của Em khui ai? Con phải nói ai tặng cho con. Cái này là cô Hải, hồi lớp 1 của con. Rồi, Nghe bây giờ mình cô sẽ giúp con dời quà xuống cho thấy nha. chị Rồi. sẽ được rồi nè. Bây giờ chị sẽ mở. Đây là hai cái đầm mà cô Phương cho. Đây là đồ chúc phúc chì. Mặc luôn rồi nè. Cô Phương thấy đẹp không? Cô Phương còn cho tụi con hai cái này nữa nè. Mẹ ơi, con có cô hãy tặng cho con cái đồ chú. Wow, rất là đẹp ha. Có đồ chú đó sao? Cô Trang là À, cũng là đồ chú con gấu luôn nè. Bữa giờ thấy ở nhà chị không có đồ chú cơ. Hai cái đồ chú rất là dễ thương. Bây giờ mình sẽ mở cái quà này là của anh Nam. Wow, anh Bảo Nam đúng không? Có cần đúng không? Anh hai đó. Dạ. Rác mẹ có bỏ cái rổ, tụi con bỏ rác vô quà này nha. của ai? Của anh Bảo Nam hả? Dạ. Rồi cái chị lọc cho chị. Thì anh bỏ này vô mình nhét đi. Hachimo. Đúng rồi. Anh hai tặng cho chị Hachimo. Anh hai nói cho em biết cơ. HMO là cái Hachimo gì? là Hachimo mới nè. Hachimo mới. Mình rất thích Hachimo. Oh, wow. Ủa, váy này của ai vậy? Của Đúng ai? Quà này là của anh Bảo Nam. Không, cái váy mặc, hai đứa mặc cái váy này. À, cái váy này là của cô Phương Bebe. Cô Phương đã tặng cho hai Quá chị đẹp. em, với lại hai cái mẹ, bóp rất bà là dễ thương nè. bà Bóp hai bóp mẹ cho ơi. cái tên giùm con. Đây nè, cái bóp cô Phương tặng nè. Ủa, cái bóp giống cái điện thoại vậy? Một cái là giống cái điện thoại nè. Pip 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 pip. Mẹ gửi điện thoại. Qua đây là em thích chim mơ rất là dễ thương. Gì? Không biết có Cô em mở. gì trong đây. Phải nhiều quá, em muốn cho cỏ. Em muốn cao cỏ. Con gì đây, con gì đây? Đâu, nó đưa vô qua nhìn Wow. nè. Đưa vô đây nhìn nè, đó. Wow, em không có. Điên, đừng có như Gì cái con gì cá của sấu hôm hả chị, nay. con cá sấu. Đây là con cá sấu màu tím. Yeah, không biết con này là con gì đây. Vậy em cuối cùng. Được không? Em mày giúp cho. Là hai Ủa. em lận. Mày tìm đau tay á. Con là hai em lận, hai em chó luôn. Em lận, em chó. Hay vậy, vậy là sinh đôi rồi. Hai em chó mà. Trứng sinh đôi. Hay quá ta. Ê, con này đáng yêu quá à. Đáng yêu quá à. Nhìn nè mẹ. Sao có lông vậy? Cô không biết nó đáng yêu quá à. Con cuối cùng của em đang yêu đặc nhất điểm không? Của trò chơi này là không có con nào giống con nào hết, mỗi con chỉ có một thôi. Đây là hai con chó gom mấy cái rác vào quả trứng rồi mình bỏ cho nó. Rồi mình gom rác vào nha, rồi mình tiếp tục một cái món đồ chơi mới nè. Rồi sao mở tiếp tục cái quà kia. Rồi con chọn đi, con chọn mở tiếp. Đáng yêu quá mà nhìn Thùy Anh thì giống như đau khổ lắm vậy. Lạ vậy Thùy Anh. Biểu cảm lạ quá vậy. Rồi, cho cái này vô đi con. Mình Duyên Anh. Rồi, tới tiếp. Món quà của ai? Quà của bạn, cô tặng con. Bạn tên gì nè? Dạ, bạn Nhi.
Bạn Nhi hả con? Cái gì Nhi? Nguyễn Ngọc Gia Nhi. Nguyễn Ngọc Gia Nhi đã tặng cho Vân Anh một cái món quà này. Bạn rất là mến Vân Anh, dù là không có tặng cái ngày mà làm tiệc, ngày hôm sau mới tặng đó. Cái gì Ngọc? À, có keo con phải dùng cái keo. Đây đây đây, mẹ sắp một cái cho. Đây 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 đây. Quý một ngôi nhà nhỏ siêu luôn. Cái này để chân cái chân giật giật mạnh quá nó gãy đó. Nó để chân mà. Rồi đây đưa lên cho các bạn xem nào. Vân Anh nè, đưa lên đây nè, đưa lên cho các bạn xem chậm thôi. Rồi rồi, quá đẹp, quá đẹp. Rồi ok, rồi cất quan bên. Cảm ơn bạn Nhi nha. Cảm ơn bạn Nhi. Bạn Nhi. Rồi bây giờ mình mở tiếp món quà này. Những món quà nhỏ trước đi. Đây là món quà của chị mở cái đó đi, mở cái này. Đúng rồi. Em mở cái này đi. Rồi thì anh mở cái màu hồng đi. Đây là quà của bạn Bảo Ngân, còn đây là quà của bạn Hải An. Wow. Quà bạn Hải Ân. Bảo Ngân và Hải An. Đây mẹ nhắc cho. Kèo mà. Cái gì vậy? Em không biết nữa, chắc chút xíu gì vậy. Chắc kẹo. À, một cái trò chơi ô ăn quan. Cờ chơi ô ăn quan. Đúng rồi, cờ chơi ô ăn quan. Cái này dễ thương vui lắm nè. Bữa nào mấy mẹ con mình chơi nha. Dạ. Nhớ nghe hát chim mua thật để nhiều. Nhất là em mà. Nên mẹ giúp cho. Mẹ nghĩ là cái này giống như cuốn truyện hay gì đó. Như vậy. Mẹ đoán là như vậy. À, một cái cuốn sổ tay. Ô, ở trong đây có thư nữa nè. Ừ, con đọc thử ra. Con đọc đi. Hải An chúc mừng sinh nhật bạn Vân Anh. Ừ, dễ thương quá. Cất lại nha, làm kỷ niệm nè. Đây cái thước thôi nè. Rồi, mình bỏ mấy cái này vào đấy đi. Ôi, cuốn sổ dễ thương quá, hình con kỳ lân luôn. Yeah. Để cho Vân Anh muốn vẽ hay là muốn viết cái gì thì viết ha. Bây giờ mình mở cái quà à. Của ai mở cái này là của bạn nào không? Để em xem cái tên này của ai nè. À chú Lê, con đánh dần đi. Chú Lê không Xuân Thế rồi. Chú Lê Xuân Thế. Chú Lê Xuân Thế. Lấy đồ, lấy đồ, lấy đồ. Lấy đồ nè. Ồ, chú Lê Xuân đồ, Thế kìa. Biết cô chú nào nè. Không? Trời lấy đồ này mình có rồi mà. Lấy đồ này có rồi. Nhưng mà chú Xuân Thế là tặng mà cũng... Happy Mo. Yay. Còn chú nào tặng lấy đồ? Chú gì không biết rồi. Em xé nát. Những bạn Happy Mo hồi nãy đây. Ủa? À chú Khương. Chú Khương tặng lấy đồ. Chúc mừng sinh nhật bé Vân Anh. Cảm ơn chú Cương và chú Thế nha. Rồi con cho vào rổ giùm mẹ nè. Nè mẹ cất cái này. Đây, bây giờ mình sẽ xoay cái này ra. Nè, chút ra. Bây giờ mình sẽ xoay. Đau lực quá. Từ từ. Thấy chưa? Xong, mình ra lấy một cái quả trứng. Con gì đó luôn anh? Con màu hồng là con gì đó? Sao cá sấu? Dạ, chúng con sói hay con mèo gì đó. Bây giờ mình... À, mèo mà, mèo rừng mà. Mèo rừng hồng. Có cần mèo hỗ trợ không? Bây giờ mình sẽ bóp cái này chặt vào. Không. Mày nghĩ là phải bóp cái này nè. Dùng tay bóp đây nè. Chúng làm rồi. Đó. Con voi. Con voi. Rồi. Em phụ con rồi. Ủa con kia của con đâu rồi? Hai lần nữa. Nè, ủa con báo. Con báo nè. Đây là đẹp quá. Ồ, đây là con gì đây? Giống con
cọp mèo vậy. Con nào cũng có cánh hết ha. Dạ. Con bây giờ mình bỏ rác vào một bên đi. Con phải hai con không nhỉ? À đúng rồi, hai con luôn. Trời ơi, sao tôi lượm được hai con dữ vậy trời. Xin đôi, xin đôi. Trời sao cô lượm được hai con luôn vậy mẹ? Hai con may mắn. Trời ơi. Đâu có hai con đâu. Hai con xin đôi nằm trong một cái trứng á bà đi. Nè yeah, giống giống hai con này nè. Uh-huh. Chào bạn cũng xin chào giống mình hả? Dễ thương. Bây giờ tụi mình sẽ dọn rác, dọn đồ. À, có chờ hướng dẫn. Rồi, bây giờ mình sẽ dọn cái đây. Giờ mình sẽ gom mất cái mua rồi. Mình sẽ lấy cái này bởi bộ chàng à. Nói, lấy cái nhỏ chứ đi coi. Rồi, nha. Ô, cũng là lấy đồ luôn. Biết đây là lấy đồ mà. Cái này ai tặng? Sao con cũng kém? Dạ, con không biết luôn, không ai ghi tên cả. Ok. Lấy đồ thì cũng cảm ơn các cô. À, con ơi nè, con ơi nè, con ơi nè. Chị đọc cho, chị đọc cho. Cô Dung và cô Phương chúc Vân Anh sinh nhật vui vẻ, luôn học giỏi. Đây là của cô Phương với cô Dung tặng chị á. À, cô chủ nhiệm và cô bảo mẫu. Dễ thương quá. Đây là đồ của mình đã. Đợi khoan đã. Ở đây nó có cái đồ chuốt nữa nè Vân Anh. À, có hai luôn, có hai cái luôn nè. Thích quá nha. Cảm ơn anh cô. Cảm ơn cô Dung và cô Phương nhiều lắm. Dạ. Bây giờ này, cái này bữa tổ chạc. Hai bữa này đồ luôn. Bây giờ mình sẽ mở cái bữa tổ chạc. Cái này là của ba mẹ tặng cho Vân Anh thì anh, Vân Anh thì anh chơi chung nha. Em có cần kéo không chị? Có cần kéo không? À, em có chừng đứt tay chị anh nè. Không cần kéo đâu bé ơi. Không cần kéo. Tháo mũi là cũng cắt keo quá, không cắt cái keo quá. Cũng cho ba mẹ đôi luôn cái này nè. Đây chắc chắn. Đây là quà của ba Điền và mẹ. Mẹ có keo, có keo. Như con Vivo kìa. Đây mẹ giúp cho. Rồi xích ra nha. Kéo mẹ vào, luôn kéo vào. Thằng. Bạo lực lắm hay già. Bạo lực lắm. Rồi. Ok. Ô khóc chị Bông. Ô cậu chạy hả? Cậu bóng mẹ lên ra chứ. Tình cảm của con. Tính như vậy không? Tình cảm của con dành cho ba mẹ. Rồi thôi cái này để review sau đi. Cất qua một bên đi. Không review xong. Đó cái này để review. Cái này mất thời gian nhiều lắm. Con phải ấp trứng nè. Rồi cho nó nở ra nè. Thấy chưa? Mình phải ấp trứng là mình cho nó tự. Rồi cái đó cất cái này là tập 2. Đúng rồi, hay quá. Đây. Rồi, cái quà bữa tổ chạy. Cái quà bữa giấy chạy tình yêu của mình cho ba. Quá. Quá trời đồ chơi với đây nè. Wow. Ta có tu. Rồi.
Thích quá, thích quá, Vương Anh thích quá. Trời ơi, nói chung ngon. Để con mở ra chứ. Vương Anh lố quá à. Vương Anh là lố quá lố. Lộ hàng. Lộ hàng, lộ hàng có lộ. Ê, có bắp nữa nè, có bắp. Ô mà đồ chơi này dễ mất lắm á. Đúng rồi, tụi con phải biết giữ kỹ nha. Thích thì phải biết giữ. Thì mình mới chơi lo được. Diễn. Không, Vân Anh thích thiệt á, các cô chú ơi. Vân Anh thích thiệt không? Tại vì mẹ ít khi nào mua những cái đồ chơi như thế này lắm. Phải là thật là ngoan kìa, mẹ mới mày mới mua cho. Đó mẹ là khó gì đấy. Đúng rồi. Hai em mở mấy cái con phải biết ơn các cô các chú nha. Tại chỉ có sinh nhật con mới được nhận thôi đó. Nè nè. Có kem nữa là mẹ có kem thôi. Ủa. Ừ. Nếu cái này không mở được đúng không mấy con mấy chú ơi. Mới mở keo ra mới mở được. Ủa sao chị mở được nè. Ô bánh mì. Nè. Cái này giống như mình để mình chưng mấy cái đồ ăn nhỏ nhỏ lên đây nè. Nó ngon hoài luôn kìa. Trời ơi. Đây, mấy chừng cẩn thận thôi. Mở không mẹ? Nhiều người, mình đã nói là nhiều người sẽ được nhiều quà. Ê, nhiều quá mẹ. Không cần chơi mẹ. Chị chạy nhanh nhiều mấy cây nước thấy nhiều không nè chị? Đâu. Chị đừng có dụng. Có mấy chai tinh cà tương ớt nè. Thích quá hả? Thích quá mẹ. Quá luôn rồi, thích. Lần đầu tiên sinh nhật chị mẹ. Thích hơn cả món quà của ba mẹ tặng luôn rồi đúng không? Đây nè, rau củ quả nè. Rau củ quả là con anh. Đồ chơi này mất tiền lắm đó. Đây nè, có mấy cái thùng nè. Chơi phải giữ kỹ nha. Đấy, cô Hưng. Cô Hưng hả? Cô Hưng tặng cái này. Cô Hưng với anh Long tặng cái này. Còn cái này của ai đây? Nè, cũng phải cô Quỳnh tặng không? Có lẽ. Chắc chắn luôn. Đó nè. Ủa có ly nước cam nữa nè. Đây nè, có trái cam nè. Trái cam nè. Nè, thầy đổ ra nha Vân Anh. Oh no. Có lẽ cái món đồ chơi này sẽ mất nhiều thời gian nè. Đổ ra cho đã rồi dọn vô. Mẹ chế táo nè, chế táo. Đổ vô cho đã nha. Rồi mình tự dọn. Mẹ mình lấy cái túi bỏ. Mấy bạn đó. Ơi nhìn bao quan sát vô bên. Đây là cái một chai nước suối hả? Dạ. Bé tí ti ti à. Đâu đưa ba, đưa lại. Đưa chậm chậm thôi. Chậm đưa ba lấy cho. Ồ, oh, chai nước suối ba xí à. Dễ thương ha. Đây là chai nước cam. Bây giờ tụi mình còn phải sắp xếp mấy cái đồ nhỏ. Đưa chậm chậm thôi, ba đưa chai nước cam ba coi coi. Đây chai chậm thôi kìa. À đây là chai nước cam, đây chai dầu ăn mình không biết. Cái chai dầu ăn. Còn đây là chai tương ớt. Trời ơi em đang làm đổ bữa chán quá. Em đang sắp xếp mấy cái dầu. Hình như mình sẽ để kem lên đây phải đó nhỉ. Mấy cái keo ở trong đây nè. Chúng ta còn phải mấy cái tủ trong đây nữa nè con ơi. Thích quá à. Hồi nhỏ là mẹ mơ ước những cái món đồ chơi này không có đó. Trời ơi, tụi con sướng quá trời. Thì mẹ chơi luôn đi. Ừ, mẹ chơi này chơi chung ha. Dạ. Con cho mà. Con cho bà. Mà nhưng mà không có con sóc đóng phim. Thì con lấy con mấy con Hakimo chơi đi. Ờ. Cũng được mà. Nhưng mà cái kem thôi mà. Kem gì con? Đây đây đây. Cái này cái đồ đây đựng bắp. Đây nè, mấy cái đồ đây đựng bắp nè. Mẹ nhìn nè mẹ. Nhìn cái gì vậy? À đúng rồi. Đây nè mấy cái đồ đây đựng bắp nè mẹ. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn hoài luôn kìa. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú hoài. Mà không biết ai hết. Có gì? Không biết cảm ơn anh. Phải... Vân Anh đang lần cưng. Má chị sao vậy? Mẹ chị sao vậy? Mấy cái rổ đây được cái cây
Mới tiệt quá. Này chắc của cô Quỳnh. Chắc quá, con nói thiệt. Trong đời chị. Nói thiệt, cái này cô Quỳnh luôn. Ba không có đủ tiền mua cái này hả ba? Phụ nữ tâm lý. Ba hả? Ba đâu có tiền, ba nghèo lắm. Vậy là chắc chắn ba nói xạo với con là ba giàu. Tại vì tiền đó là để làm những cái khác chứ không phải là mua mấy cái này cho con đâu. Đúng rồi. Cha này phải là chai bơm mà. Rồi, còn món quà nào nữa đi, mở luôn đi. Đúng rồi, mẹ lên đi hết giờ kìa. Bà hấp bà tắt luôn rồi đó. Máy đã hết bộ nhớ rồi. Mình bỏ vô đây đi con. Bỏ vô đây đi, lát mình đắp lát to lắm rồi. Qua có một cái thơm. Bỏ vô đây hết đi, hai tình yêu. Mình slap nó, bây giờ mình sẽ mở cái món quà xanh điệu của mình ra. Món quà xanh điệu của cô Hân đó. Món này của ai? Món này chắc chắn là của Tùy Anh. Cô Hân ơi, con không điệu lắm đâu cô Hân ơi. Nên cô Hân hãy tặng cái này cho Tùy Anh đi. Yeah. Trời ơi, đúng sở trường của Tùy Anh. Đây, đây là bé điệu nhất thế giới. Nên em có thể dùng cái này. Còn mình không bao giờ, mình chỉ dùng chút xíu thôi. Ai kìa, ai mở cửa ngoài kia kìa. Từ từ, từ từ. Trời ơi, em Long. Em Long ơi, để con nói chuyện. Để con nói chuyện, giao lưu chút. Rồi, ok. Nhanh lên, còn có 3 phút thôi. Rồi, lẹ lẹ nè, hai bạn ơi. Ấy bạn ơi, mình sẽ review cái bữa này gọi là cái bàn trang điểm đúng không? Cái gương này mờ dữ vậy? Nè, nói chung là nó là như thế này nè. Đó, sẽ có một cái ghế ha. Rồi một cái bàn để trang điểm. Cái này để mình ráp sao đi. Thôi cái này ráp sao đi, rồi nó sẽ ra một cái bộ như thế này. Cái này của ai đây? Cái này là cái ba ly. Của ai? Của không biết. Của con Trúc. Chắc chắn luôn. Anh Vin, anh Tí tặng. Cái này thì con có thể bỏ đồ vật dụng vào này để đi du lịch nè. Yeah, cuối cùng. Và có thể ngồi lên đây, nó sẽ chạy đi. Tại vì nó có cái bánh xe ha. Cuối cùng mình cũng không cần bằng này để che mình. Này mẹ giúp cho lấy tay ra. Cuối cùng mình cũng không được ra mẹ cắm đem theo đồ chơi mình. Bởi vì mình đã có cái ba ly tự do cũng nhiều rồi. Ba ly tự do. Mình có cái ba ly tự do là mình sẽ không ai dám giờ mở sao đó. Giờ mình mới đưa đến mình. Oh, bên đây wow. Chưa, bên đây chưa, bên đây chưa mà hả nè. Mở bên đây nữa không? Ôi trời ơi. Ba điền đạp luôn. Trời ơi. Trời. Được không? Ba điền bự. Rồi xong phim mẹ chưa? Hay mẹ giúp cho, đưa tay ra. Rồi. Mở ra. Quá. Cái là của tự tự chơi được á. Mẹ cái này là của con nha, của hai con nha. Không rồi, hai chị em cùng xài nha. Yes. Đó, thử, thử leo lên cởi thử coi. Ok mẹ luôn. Hai chị em nha. Một thôi, một mỗi đứa. Ê, để xuống dưới đất kia, bên kia rộng rộng kìa. Con đẩy thử coi nó chạy. Rồi. Kéo cái em mền ra. Một đứa thôi. Đúng rồi. Wow, thích nha. Yes. Rồi, xong. Tạm biệt mấy bạn nha. Tạm biệt mấy bạn nha. Các cô chú và các bạn. Tạm biệt các cô chú và các bạn nha. Các cô chú và các bạn nhớ xem tiếp tập 2 nha. Bye bye. Cảm ơn vừa, cảm ơn các cô chú đã tặng quà. Cảm ơn các cô chú. Đi anh. Đã tặng quà cho con. Con rất là cảm ơn, con rất là thích. Con rất thích. Và con mong rằng năm sau con cũng sẽ được nhiều quà như vậy. Năm sau con sẽ được siêu quà. Nhiều quà hơn vậy. Hơn vậy. Và nhớ tặng con cái bữa tổ chảng nhiều nha. Bữa tổ chảng. Rồi nhìn đây bye bye nè. Rồi. Ok thì anh ơi. Hello. Rồi phải tay đi bye bye nè. Qua hai đứa, hai đứa đi vô, hai đứa đi vô. Thì anh vô sát vô, sát vô trong để ba chụm cho anh ta. Cho thì anh kìa. Chào kiểu hoa hậu á. Vâng, anh đang che cái